Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 16 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, do ảnh hưởng của tứ hành xung khiến nhiều người tuổi Tý cảm thấy khó khăn khi đối mặt với chuyện tình cảm rối ren hiện tại bạn chỉ còn cách duy nhất là đối mặt không thể trốn tránh nữa rồi hãy đối diện với cảm xúc của mình đừng kéo dài thêm những muộn phiền tỷ kiên xuất hiện trong lúc này cho thấy bạn tiếp tục khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ có thể một người thân quen nào đó không thật lòng với bạn và bạn cảm thấy thất vọng không biết nên hành xử với họ như thế nào cho phù hợp hôm nay bạn cần nhiều thời gian hơn cho việc tĩnh tâm nhìn lại mọi việc nếu bạn càng nghe nhiều ý kiến của mọi người bạn càng cảm thấy khó chịu hơn mà thôi Việc này không chỉ giúp bạn xử lý được các tình huống khôn ngoan hơn mà còn giảm stress, hỗ trợ cải thiện sức khỏe cho bản mệnh nữa đấy. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Nên đi xa, di chuyển, khai trương, xuất hành, cầu tài, kết bạn, kết hôn, xin việc, nhận việc, đầu tư cổ phiếu, huy động vốn, xuất hàng, tiến hành công việc, thực hiện điều dự tính. Cử, thưa kiện, tranh cãi, chỉ hoãn công việc, xin nghỉ ngắn hạn, rời hẹn, trần chờ bỏ qua cơ hội. Ngày có sự thay đổi về công danh chức vụ, tình cảm, hôn nhân người nữ có tài lộc người nam có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp đình đám tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hội họp tiệc tùng đình đám hẹn ước có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất trách oán phạt vạ hao tốn tài lộc tuy nhiên vẫn có tiền bạc hoặc có quà tặng tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nếu đã có tính toán về sự thay đổi cho công việc cần thiết thì nên tiến hành. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, có tin vui về tình cảm, tin xấu về sức khỏe, làm ăn. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Không nên buôn ba chi tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, vén khéo công việc, ra đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc nhưng cũng không nên kéo dài trong nhóm có người không tốt nên giữ hòa khí tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất trách oán phạt vạ hao tốn tài lộc có sự gặp gỡ hội họp đám tiệc hẹn ước có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm có cuộc đi ngắn có tin vui về tình cảm tử vi tuổi sửu Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhờ có tam hợp vun vén mà con giáp tuổi sửu độc thân tự tin hơn trong buổi gặp gỡ, hẹn hò đối tượng mà bạn yêu thích từ lâu. Những cặp đôi cũng đang dành nhiều thời gian hơn để có những trải nghiệm lãng mạn, đáng nhớ bên nhau. Thiên quan nhắc nhở con giáp tuổi sửu nên mềm mỏng vì sự bướng bỉnh không mang lại ích lợi ngày hôm nay. Hãy cố gắng nhìn nhận mọi vấn đề dưới góc độ khách quan, thay vì cố khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và biến bản thân thành một kẻ giáo điều. Mọi người luôn luôn tôn trọng sự rõ ràng, tích cực nơi bạn thổ hòa tương sinh mang tới cơ hội để bạn có thể cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Ai đang gặp khó khăn thì có thể thoát khỏi tình huống này khi được người hỗ trợ. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nên thay đổi chỗ ở công việc hoặc cố gắng giải quyết công việc cũ trong ngày. Không nên để người giòm ngó thị phi hoặc bị khiển trách. Có quý nhân giúp đỡ về tài lộc nhưng không vừa ý, dễ hao. Đề phòng rủi ro hoặc có tin buồn, có sự sửa chữa tu bổ về đồ đạc nhà cửa văn phòng. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Mọi việc dễ gặp trở ngại, chắc trở, chậm chạp, khó khăn. Nếu đã có hẹn ước hoặc dự tính làm việc gì thì sự việc sẽ xảy ra không như ý muốn, khiến cho công việc phải có sự khôn khéo để xoay trở, phải bỏ công sức ra nhiều hơn. Hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa, trang trí. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám nhưng có tin không tốt chuyện phiền lòng trong quan hệ giữa bè bạn thân nhân hoặc gặp rủi ro có tin xấu về đi lại di chuyển các phương tiện xe cộ máy móc mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu nhất là lưu ý đến những công việc cũ có tin buồn không nên vội vã hoặc lo ngại sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới sức khỏe không tốt tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định Tuy nhiên nếu không phải là chuyện quan trọng thì nên để vào một ngày khác, nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết, ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi quý Sửu thuộc mệnh Mộc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn không nên vội vã hoặc lo ngại sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới sức khỏe không tốt có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc có tin xấu về đi lại di chuyển các phương tiện xe cộ máy móc nhà cửa tử vi tuổi dần càng trở ngại càng là lúc người tuổi dần thể hiện khả năng của mình do đó đừng để thương quan cản bước dập tắt ước mơ của mình rất nhiều khả năng sẽ trở thành một nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến đời sống của một người nào đó ngày hôm nay. Đừng quên rằng bạn là tấm gương cho họ noi theo, vì thế theo tử vi hàng ngày, bạn hãy thể hiện bản thân một cách thật xứng đáng nhé. Hôm nay bản mệnh nên thay đổi những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe. Đừng chủ quan vì nó sẽ gây ra những hệ lụy mà bạn không lường trước được. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay ngày 11 âm lịch nhân thần ở ngón chân bản mệnh nhớ lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Đã đến lúc cần có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại. Không nên trần chờ sẽ bị lỡ việc. Không nên ngồi tại chỗ mà phải đi đến nơi mình cần giải quyết. Có tài lộc, có hỷ sự, hạp các nghề nhiếp ảnh, bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư cổ phiếu. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Thực hiện điều dự tính, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn có cuộc vui tin vui quả cáp nghe tin buồn về sức khỏe buồn mạng của thân nhân bè bạn ngày có sự hẹn ước đáo hạn định kỳ tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu dần thụ mệnh thổ việc gì cũng không nên đi quá giới hạn của nó dễ đem đến sự phiền lòng bất lợi dễ gặp rủi ro không nên háo thắng nếu có sự chậm trễ hoặc không có phương hướng giải quyết thì để dành vào một ngày khác cũng không nên tin vào sự hứa hẹn về công việc bằng tình cảm tài lộc không tốt Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc. Ngày dễ có sự hao tán về tiền bạc, nếu có thì cũng phải chia phần hoặc chi phí cho những việc cần thiết, giúp đỡ người khác. Có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội, không nên nghe lời bàn ra tán vào mà hãy tự mình quyết định mới tốt. Nên đi xa, di chuyển, gặp gỡ. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim. Dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình ngày có khách bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui nhưng có tin buồn về tai nạn rủi ro bệnh tật chính bản thân cũng nên cẩn trọng về việc này tài lộc vào nhanh ra nhanh hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết đề phòng trong việc đi lại di chuyển tử vi tuổi mão ảnh hưởng của lục xung nên mối quan hệ của người tuổi mão lúc này không được tốt nhất là nơi là những buổi tụ họp gia đình bạn thường xuyên nhận được ý kiến trái chiều có thể là họ không hiểu ý bạn họ cũng vội vàng phản đối thực thần mang lại niềm vui và tiếng cười cho con giáp tuổi mão và nhờ đó năng lượng của bạn có sức lan tỏa rõ rệt có rất nhiều người bị hấp dẫn từ nụ cười và cử chỉ của bạn nữa đấy ngũ hành mộc sinh xuất cho hỏa ảnh hưởng tiêu cực tới kế hoạch tiền bạc của bản mệnh bạn đã cố gắng dành tiết kiệm một khoản nhưng mất kiểm soát nên có thể phải dùng tiền này ra để tiêu pha bạn nên xem lại cách sử dụng tiền của mình sao cho hiệu quả hơn nhé. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy. Ngày xung của buồn mạng. Nếu có tiệc vui, đình đám cũng không nên ở lâu hoặc vui chơi quá đáng đem lại sự tổn thất về tiền bạc cũng như uy tín của buồn mạng. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều sự chuyển biến rất mạnh mang tính đảo ngược hoặc ngoài dự tính của mình. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của buồn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Ngày sung của buồn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của buồn mạng, không nên hấp tấp vội vàng và tin tưởng vào sự tính toán của mình khi tiến hành vì sẽ có sự đảo lộn bất ngờ. Trong việc đi xa hoặc di chuyển dễ gặp nhiều công việc khó có sự quay trở lại. Có tin buồn hoặc nghe tin dữ, có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có việc vui chơi, đám tiệc. Có tài lộc lộc ăn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim. Ngày xung của buồn mạng, có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc nhưng dễ có sự hư hại, chậm chạp, hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại có tin xấu về sức khỏe. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Tử vi tuổi Thìn hôm nay tuổi thì nếu có gì bày tỏ thì nên nói ra trong ngày có lục hợp che chắn vì ý kiến của bạn dễ nhận được sự đồng cảm nhận được hưởng ứng bạn chỉ cần giải thích vấn đề một cách đơn giản và rõ ràng mà thôi chính quan hỗ trợ cho mọi việc người tuổi thì tiến hành trong ngày hôm nay thêm phần hanh thông thuận lợi có thể có ai đó tương trợ chỉ cho bạn cách thức phù hợp để cải thiện hiệu quả công việc hiện tại trong ngày bản mệnh nếu có lỗi gì thì cố gắng thừa nhận thậm chí đó là sai lầm liên quan đến tiền bạc chỉ khi bạn nhận diện ra đâu là lỗi của mình thì mới có cơ hội sửa chữa. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, Nên thay đổi ý định, công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội tốt. Chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác nhưng phải tự mình quyết định. Hoặc không nên bàn hoặc nhúng tay vào những chuyện không dính líu đến quyền lợi của mình. Cẩn trọng có sự đổ lỗi hoặc phải gánh vác trách nhiệm một cách vô cớ. Có lộc nhỏ nên cẩn trọng trong việc đi xa sử dụng xe cộ máy móc tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc tùng có người đem lại điều lợi cho mình có tin buồn về tai nạn rủi ro của người quen tài lộc trung bình có lộc ăn có hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ sửa chữa tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng trong việc đi lại cũng vậy phải nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Mọi việc tổ chức sắp xếp cho các công việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Có tin tức ở xa, có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi canh Thìn thuộc mệnh Kim. Mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn. Do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình, hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn tin vui, sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Không nên hấp tấp vội vàng, nản chí khi gặp sự khó khăn, tranh cãi. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn. Có tài lộc hoặc có quà tặng lộc ăn. Tử Vi tuổi Tỵ, con giáp tuổi Tỵ vượng vận đào hoa khi tam hợp ghé thăm, bạn rất thu hút người khác giới nên lúc này cũng phải cẩn thận với người là chồng, vợ của bạn thân của bạn nữa đấy. Muốn tránh xa rắc rối thì nên phòng ngừa ngay từ đầu những vấn đề như thế này. Chính tài mang tới vận may trong làm ăn, kinh doanh cho người tuổi Tỵ đang theo đuổi các mục tiêu tiền bạc trong những tháng này bạn không quá tin vào việc may rủi nên luôn nỗ lực hết sức mình và có thể nói lúc này công sức của bạn đang được đền đáp hôm nay bản mệnh phải chăm sóc sức khỏe đúng cách có thể vì tham gia nhiều buổi tụ tập ăn uống mà bạn mất kiểm soát về cân nặng đã đến lúc thắt chặt khẩu phần ăn của mình rồi bạn nhé tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác chưa hẳn đã là sự trung thực nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc. Việc mong cầu về tiền bạc không tốt, chỉ có được chút ít, dễ hao về chuyện mua sắm tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin tức, có tin xấu về sức khỏe, buồn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có đám tiệc. Có tin tức, có tin xấu về sức khỏe, buồn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều biến động bất ngờ. Dự tính việc này lại ra việc khác. Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến nên bình tĩnh giải quyết mọi việc, nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về đám tiệc, mua sắm, sửa chữa, tu bổ. Có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn, quà tặng, lộc ăn. Tránh gây gỗ, thị phi, đề phòng rủi ro, có tin buồn. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, buồn mạng tai nạn rủi ro của người thân. Tử vi tuổi ngọ, thiên tài mang tới vận may liên quan tới tiền bạc, bạn may mắn nhận được phần thưởng hoặc nhận được khoản tiền lớn từ ai đó mà không cần nỗ lực nhiều. Con giáp tuổi ngọ cẩn thận với cái bẫy đi kèm theo đó, do vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được tham lam tình hình sức khỏe của bản mệnh trong ngày hôm nay không được như ý. Bạn nên cẩn trọng với đồ ăn hơn nếu không rất dễ bị ngộ độc thức ăn, không nên la cả quán xá quá nhiều vì có thể sẽ khiến bạn ăn loại đồ ăn không đảm bảo vệ sinh. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Không nên ngồi tại chỗ mà nên đi ra ngoài mới có lợi cho mọi việc không nên e ngại chuyện hao tốn sẽ có điều lợi vào hoặc có quý nhân giúp đỡ cơ hội đến với mình thuận lợi cho việc cầu công danh đính ước hò hẹn dự tiệc tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nhận được tin tức vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp váp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có tin buồn về việc này Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin tức vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ. Có tin xa, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có đám tiệc, việc cầu mong còn mơ hồ không nên hấp tấp. Ngày có nhiều lo âu, gặp nhiều áp lực, trở ngại, tiến thoái lưỡng nan. Hoặc gặp sự tranh giành, bất hòa đưa đến tranh cãi, đổ lỗi trách nhiệm, bị hàm oan, khiển trách. Mọi việc chỉ nên ngồi yên. Càng hành động thì lại càng bị ràng buộc. Vấn đề chỉ thêm rắc rối. Tài lộc chắc trở, dễ hao. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, có tin về đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi mùi. Có nhiều ngăn trở trong cuộc sống cho tới công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của thiên quan khiến bạn dễ cáu kỉnh. Lúc này đòi hỏi bạn phải tỉnh táo xử lý từng vấn đề một. Khi bạn càng hoang mang, thiếu tập trung càng dễ ra quyết định thiếu khôn ngoan đấy. Luôn có những sự việc bất như ý diễn ra trong cuộc sống để thử thách bản lĩnh của bạn, khi bạn vượt qua nó và thở phào nhẹ nhõm thì sẽ thấy việc này chẳng đáng để bạn tức giận đâu. Do đó, hãy tự tin đối mặt bạn nhé. Thổ hòa tương sinh mang tới sự hỗ trợ về tiền bạc hoặc tinh thần từ người bạn hoặc một người thân cho bạn. Bạn có thể cảm thấy an yên, được thoải mái bày tỏ lòng mình khi ở bên cạnh người ấy. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ giờ nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có tiệc tùng, đình đám. Có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại, đồ gia dụng. Hào tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Có tài lộc, quà tặng, lộc ăn. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày có sự gặp gỡ đông người, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ sửa chữa đồ đạc nhà cửa nên nghỉ ngơi tránh sự tranh cãi thị phi nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt có tin buồn ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương hợp tác tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn có cuộc gia đi ngắn hạn nhà có tiệc tùng hoặc được mời dự tiệc, có lộc ăn, có sự tu bổ, sửa chữa hoặc mua sắm. Tài lộc trung bình, ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp, xử thế khiến cho tiến trình làm việc dễ bị đứt đoạn và hao tài. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người. Không nên tự mình giải quyết, có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe tử vi tuổi thân hôm nay tam hội giúp bản mệnh và người thân hoặc bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện chính ấn là dấu hiệu tốt cho người tuổi thân tiến hành những dự định trong công việc của mình ngày hôm nay bạn có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân khiến người khác khâm phục và tin tưởng vị thế của bạn đang ngày càng được khẳng định kim hòa tương khắc là một trong những tác nhân khiến sức khỏe của bản mệnh không được tốt thường xuyên cảm thấy mệt mỏi đuối sức tuy nhiên đừng vì thế mà không muốn ăn uống gì phải ăn nhiều bạn mới nhanh khỏe nhé tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người cơ hội đã giúp đỡ mình Tiến thêm thì bất lợi, có quý nhân, bè bạn, người thân đến, nên nhu thuận với mọi người, tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Có tin không tốt. Tử vi tuổi Bính thân thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ, nên ra đi hoặc tiến hành những việc đã có dự tính trước. Có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý, cẩn trọng trong việc di chuyển, đi lại hoặc có tin buồn về việc này. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Cẩn trọng trong việc di chuyển, đi lại, hoặc có tin buồn về việc này. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt, gặp trắc trở, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Tuy nhiên nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt. Thuận lợi cho việc đi xa, dọn dẹp thu xếp công việc. Chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư, vì sẽ có người dòm ngó hoặc châm trích. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại, di chuyển, chờ mong tin tức chậm chạp, không được như ý. Tử vi tuổi dậu 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 tự hình cho thấy thời gian này con giáp tuổi dậu suy nghĩ quá nhiều và đó là nguyên nhân bạn stress nên hậu quả là giảm cân hoặc tăng cân mất kiểm soát. Có thể bạn cho rằng việc nghĩ là cần thiết nhưng thực ra chúng đang khiến bạn bớt đi sự nhanh nhạy vốn có. Thiên ấn mang lại sức sáng tạo mãnh liệt cho người tuổi Dậu, lúc này bạn khó khăn trong việc kiểm soát những ý tưởng bay bổng trong đầu mình. Bạn cần chọn lọc để áp dụng được chúng được vào công việc hoặc cuộc sống vì điều quan trọng là mọi việc khi vào thực tế mang lại hiệu quả đến đâu. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Hỷ thần, hướng Thần may mắn, hướng Nam. Tài thần, hướng đón tài lộc hướng Đông. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của buồn mạng, mọi việc đều không nên tiến hành nên dè dặt trong mọi chuyện. Có sự hao tốn, cực nhọc về tiệc tùng, đình đám, khách khứa, người thân đến. Đi xa bất lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của buồn mạng, có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, có tài lộc quà tặng, có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ ngày tuổi của buồn mạng có sự gặp gỡ người thân bè bạn có tài lộc quà tặng có cuộc vui chơi giải trí di chuyển nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này hao tốn về mua sắm tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn ngoài dự tính cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều nên cẩn trọng và hãy vượt qua mọi trở ngại Ngày có sự sửa soạn, bàn bạc, dọn dẹp, nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của buồn mạng, có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc quà tặng, có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tuy nhiên khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự trắc trở trước, có chuyện xảy ra không vừa ý hoặc nghe tin xấu. Tử vi tuổi tuất Dầu tuất tương hại giáng họa khiến người tuổi tuất vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá dấu tay, khiến bạn vướng phải nhiều thị phi, tuy nhiên bạn càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy. Chính quan nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi tuất đang có những bước phát triển tích cực. Bạn khẳng định được mình là người có tinh thần trách nhiệm cao nên thường được giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Ngũ hành tương sinh mang tới chỗ dựa tinh thần cho bản mệnh khi đối mặt với khó khăn đó có thể là một nửa thấu hiểu hoặc những người trong gia đình luôn dõi theo từng bước phát triển trong cuộc sống của bạn tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều sự thay đổi hoặc mở ra một hướng đi cho công việc cũng như vấn đề tình cảm có cuộc gặp gỡ hội hè đình đám gặp lại người thân bè bạn có tin tức ở xa có lộc nhỏ lộc ăn quà tặng có người đi xa tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ mọi việc nên để tự nhiên tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến và dùng tình cảm thiện trí mới đạt được kết quả nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi có sự hội ngộ bè bạn thân nhân hoặc có tin tức tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi có sự hội ngộ gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin tức mọi việc nên để tự nhiên tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ nên ngồi yên không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết. Nên chờ đợi vào một dịp khác. Có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi có sự hội ngộ gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin tức mọi việc nên để tự nhiên tính toán bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay nếu có gặp trở lực cũng không nên nóng vội nản trí đừng sợ sự hiểu lầm trách oán tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến và dùng tình cảm thiện trí mới đạt được kết quả tài lộc không tốt có sự thiệt hại rủi ro Tử vi tuổi hợi Kiếp tài nhắc nhở người tuổi hợi hãy biết rằng với bất cứ mâu thuẫn căng thẳng nào nổ ra ngày hôm nay cần giữ im lặng khi cần. Tuy nhiên, nếu sự việc đi quá xa, bạn phải thẳng thắn nói ra, mọi người đều muốn nghe những chia sẻ và phản hồi của bạn để biết được cần phải làm gì đấy. Ngày hôm nay bản mệnh có cơ hội để có thể tháo gỡ rắc rối trong tình cảm. Hôm nay là ngày cuối tuần, bạn có thể dành thời gian để dành bên người ấy, trò chuyện nhiều hơn để gia tăng sự kết nối. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng bắc phía trong nhà kho, phòng và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về buồn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở sức khỏe không tốt có tin buồn mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi tu bổ chỉnh đốn lại những công việc cũ tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở sức khỏe không tốt có tin buồn mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi tu bổ chỉnh đốn lại những công việc cũ hoặc có sự gặp gỡ đám tiệc có lộc nhỏ hoặc quà tặng lộc ăn tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày có sự đi xa di chuyển hoặc phải tiến hành công việc có tính cấp bách không làm không được không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa di chuyển dễ bị rủi ro tai nạn hoặc bị phạt vạ có tin buồn nếu là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi không nên bày vẽ thêm ngày có sự hao tốn về giao tiếp giúp đỡ đám tiệc tuy nhiên vẫn có tài lộc chuyện vui tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi tu bổ chỉnh đốn lại những công việc cũ có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở sức khỏe không tốt có tin buồn có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp tu bổ mua sắm cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại